được khoảng 1 triệu thì mới đủ chi phí. 1 triệu. Chào anh ạ. Em có thể phỏng vấn anh một chút được không ạ? Dạ vâng ạ. Anh tên là gì ạ? Em là Trương Hữu Thọ, sinh năm 1972 ạ. Quê quán anh ở đâu ạ? Quê quán em tại Lệ Mật ở đây ạ. Lệ Mật Việt Hưng. Em có vài câu hỏi muốn hỏi anh rằng là để mở một cửa hàng tạp hóa như thế này cần khoảng bao tiền? Nói chung là khoảng tầm 500 triệu. Xê dịch tính tiếp. Anh có lo ngại rằng là ở thời điểm này những cái cửa hàng Vinmart họ mở rất nhiều thì mình sẽ khó cạnh tranh đúng không ạ? Không sao. Không sao. Tiện đường với cả người Việt Nam đông dễ tính, tiện đâu người ta mua đấy, không cầu kỳ. Anh mở cửa hàng tạp hóa này được bao nhiêu lâu rồi ạ? Thì em được 22 năm ạ. 22 năm? Dạ vâng. Em có một câu hỏi hơi tế nhị hỏi anh là thu nhập của anh một tháng bao nhiêu tiền? Mình thấp nhất khoảng một ngày phải được khoảng 1 triệu thì mới đủ chi phí. 1 triệu? Bán những cái hàng tạp hóa này giá trị nó nhỏ như thế mà thì chứng tỏ là một ngày bán rất 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 nhiều đúng không? Nhiều thứ, vâng, lặt vặt, nhiều lắm. Thế nào lặt vặt như thế này thì anh quản lý hàng hóa kiểu gì ạ? Có hai vợ chồng ạ. Có hai vợ chồng. Cứ tiền cứ vứt vào hòm, to là to nhỉ. Anh đang ở chợ trên này, nhà anh trên này? Nhà em ở đây. Nhà anh ở đây, chứng tỏ là bán tạp hóa rất nhiều tiền đúng không? Nếu mà biết tiết kiệm thì nhiều. Thấy đeo dây chuyền to này chứng tỏ rất nhiều tiền rồi. Để đeo phong thủy thì anh có lời khuyên nào dành cho bạn trẻ nếu muốn mở cửa hàng tạp hóa không ạ? Cái đấy thứ nhất phải có kiên trì, sức khỏe, tiết kiệm, chăm. Kể cả khách gọi một túi đá hoặc là một cái gì nhỏ nhỏ đều phải phục vụ hết. Anh dùng phần mềm gì để quản lý hàng hóa hay tính tiền đúng không ạ? Hai vợ chồng mình cộng nhầm đấy. Cộng nhầm. Thủ công giống các cụ ngày xưa. À, thủ công. Thế làm sao mà biết lỗ lãi nào? Thì một năm giờ chỉ mua sắm cái gì thì thành quả. À, thế hả? Em cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì em có một món quà nhỏ sẽ dành cho anh. Đó là một cái bếp từ Lê Bê Lang của Đức. Chúc anh sức khỏe, ngày càng đắt hàng và sẽ mở được quy mô cửa hàng đại lý mình to hơn. Vâng ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, anh. Ok, các bạn vừa xem xong cái đoạn phỏng vấn của một anh chủ một cái cửa hàng tạp hóa. Thì tất cả những cái gì mà các bạn muốn biết như là những cái vấn đề liên quan đến kinh doanh cửa hàng tạp hóa thì anh chủ cửa hàng này cũng có chia sẻ gọi là một phần, một số các cái ý quan trọng mà các bạn nên nắm trong cái giai đoạn mà các bạn muốn mở một cái cửa hàng tạp hóa. Thì riêng của anh đấy là kinh doanh đã 22 năm, tiền vốn tiền lời của anh ấy bao nhiêu thì anh cũng không thể nắm rõ được nha các bạn. Và anh vẫn đang sử dụng cái hình thức đấy là thanh toán theo kiểu thủ công đấy. Thêm bạn nào mà muốn hiểu hơn về kinh doanh cửa hàng tạp hóa thì cứ xem hết cái đoạn video thì các bạn cũng rút ra được một chút cái kinh nghiệm cũng như là một số các cái vấn đề mà anh ấy trả lời phỏng vấn nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ các bạn. Mình sẽ tìm coi những cái gì liên quan về cửa hàng tạp hóa để chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể có một cái nhìn đúng hơn về cái ngành kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.